Nay lên cho anh em một cái bộ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa như này em phân phối rất là nhiều đấy, để anh em mình tắt mở động cơ hay là bóng điện, tức là đóng ngắt on off thiết bị điện đấy mọi người ạ, từ xa bằng một cái đầu mót ở đây. Cái đầu mót này rất là xịn sò như này, về các bác treo cái móc vào đây nhá, rất xịn sò. Rồi đây là cái cục của nó để anh em mình đấu điện. Nó dùng rất là đơn giản, nó có số 1, số 2, số 3, số 4 này. Thì nó đánh dấu hết rồi, in vào này, AC này. Là mình sẽ cho số 1, số 2. Thì nó đánh dấu ở đây, số 3, số 4. Đấy, thì ra đầu điện ra. Rồi con này có thể tự học được cái đầu mót nữa nhá. Đấy, rất là hay. Rất là nhỏ gọn để anh em mình xài. À, con này thì ở đây anh em mình xem này. Nó, công suất của nó là... công suất của nó là 30A và nó xài được điện DC từ 12V cho đến 72V. Đấy, cho đến là điện 220. Đấy. Tức là từ các bác dùng điều khiển được cả dòng DC nữa nhá. Đấy, các bác đấu DC là điện ắc quy 12V trở lên. Rồi, anh em có thể dùng được điện lưới. Bây giờ em mời anh em test thử một cái như này em đã có dùng đây. Này, mọi người nhìn một tí nữa nhá. Đây. Nó có hai biểu đồ cho anh em này, mình đây là xài điện DC nhá. DC thì sẽ có 12V đến 72V. Đấy, ra 12V 72V. Còn AC thì điện 220 rồi. Đó, điện 220 rồi, xa điều khiển tối đa cho anh em là 1 cây số nhá, 1 cây số. Con này là 2100W cho đến 3600W này. Đó, ok mọi người, con này dùng rất là hay. Trong cuộc sống nhà mình cũng rất là hay sử dụng cái loại như này. Đây là hai quả bóng mà em đã có lắp đặt này. Đó, thì tắt on off rất là dễ dàng ở đây. Đó, em có lắp ở cái đầu góc đằng kia kìa. Và cái con này nó có thể xa, nếu không vật cản thì nó khoảng tầm 1 cây số đấy anh em ạ. Còn nếu mà nhiều vật cản, nhiều nhà san sát nhau á, thì nó được khoảng tầm 400m thôi. 400m là ok rồi. Đó, độ nhạy của nó thì rất là ok đây mọi người này, con nòm này. Đó, độ nhạy cực ngon luôn. Anh chị nào lấy cái bộ này giá 90.000 đồng. Đấy, giá 90.000 đồng. Trước của nó là 100.000 đồng, thì em cũng giảm cho anh em 10.000 đồng. Đấy, ngày trước là lợi nhuận là được 20.000. Đấy, nay thì thời buổi khó khăn, đấy là vì giảm giá thì mới lại có đơn, nên là chỉ có được có 10.000 đồng thôi anh em nhá. Anh em đừng có bảo em là có bao ship không nhá. Đấy, 90.000 đồng một cái bộ điều khiển từ xa như vậy. Em lên cho các bác một cái mã mới đây. Mã LED này là mã LED của Hàn Quốc, thương hiệu là Kumho. Thì em về rất là nhiều mã thì em ủ lại một cái dòng như này. Nó hàng nguyên sale này. Nguyên sale này, và nó chất lượng hơn tất cả những cái dòng mà em đã có lên trên kênh rồi. Đấy, đây toàn chữ chữ Hàn thôi, chữ Hàn Quốc thôi. Đây, thương hiệu của nó là thương hiệu Kumho. Thì anh chị em mình cứ gõ cái từ khóa của Kumho thì nó sẽ ra cái thương hiệu chuyên làm LED. Đó, chuyên làm LED của Hàn Quốc anh em nhé. Và bên Hàn Quốc ấy thì nó là cái đất nước không khí lạnh, nên nó sẽ sử dụng rất nhiều cái dòng ánh sáng vàng nắng. Đó, thì đây là con bóng LED 12W vàng nắng. Bây giờ em sẽ cui một quả và test luôn cho các bác nhá. 12W thì nó sáng mọi người, rất sáng. Đây là chữ chữ Hàn Quốc nhé. Quá chất lượng luôn. Công suất là được 12W. Hộp của nó cũng còn có cả cái mã này mọi người nhìn thấy không? Hộp của nó còn cái mã nhựa ấy, cậy mà cộng cậy nó không ra mọi người. Đây em cậy rồi. Đây này. Đấy, hàng của nó bao xịn luôn. Rồi. Về bên ngoài như vậy, mô tả của nó bên ngoài như này, những cái phe nhôm nó phay này. Đấy, những cái phe nhôm nó phay này, quá xịn sò luôn. Và một cái quả như này
xài điện áp là 220V thương hiệu Kumho, và nó ánh sáng của nó là ánh sáng 3000K, và đây là màu của nó là 800 lumen cái gì, độ ánh sáng của nó là 800 lumen, 90%, 3000K các kiểu ở đây, thông số các thứ này. Cầm con này nó gần được 3 lạng. Đấy, gần được 3 lạng một cái quả bóng như vậy. Đây, mọi người nhìn này. Đấy. Đấy, nó nặng trịch luôn anh em nhá. Rất là nặng, để em xem cho anh em cái led ở đây nhá. Em cậy mãi mới ra này anh em này. Đây, cái mắt led của nó khủng chưa? Nó quá to luôn. Đấy, nó quá là to luôn. Trong này thì ti tỉ các thông số này. Đấy mọi người không? Quá xịn. Nguyên cái này nó đã nặng rồi. Đấy, nhôm tản nhiệt của nó quá khủng luôn. Rồi, không miên man dài dòng nữa, đi test thử luôn cho các bác luôn một quả. Rồi, tắt điện, lên hình cho anh em mình coi luôn. Đó, ánh sáng của nó là 12W thôi, nó sáng cực kỳ luôn. Này thì siêu tiết kiệm điện cho anh chị em mình rồi. Quá là xịn sò rồi. Nó là ánh sáng vàng nắng, nhưng mà thực chất ra là nó không có vàng lắm đâu mọi người ạ. Đấy, theo như cái góc nhìn của em ấy thì nó không quá là vàng. Đấy, không quá là vàng. Thông thường thì nó quả vàng nắng ấy thì nó vàng hơn, nhưng cái quả này thì nó nghiêng về ánh sáng trắng nhiều. Đấy, nghiêng về ánh sáng trắng nhiều luôn nha mọi người nhé. Đấy, rất nặng luôn, quá bền cái loại này. Led để có cái nhôm tản nhiệt như này là quá quý rồi. Rồi, báo giá luôn cho các bác cái mẫu bóng led như vậy. Anh chị nào đang cần một cái dòng bóng điện ấy thì có thể tham khảo cái mẫu này nhá. Bao chất lượng cho các bác. Giá em Thanh gửi đến cho anh em mình có 45.000 đồng trên một quả thôi. 45k nhá mọi người nhá. 45k trên một quả như vậy. Đấy, 12. Đầu tiên em lên cho anh em một cái kẹp mà hít nam châm của điện thoại dành cho anh em trên ô tô nhá. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu Acito. Đấy, hàng hãng đàng hoàng anh em nhá. Thương hiệu Acito rất xịn sò luôn. Xoay được 360 độ hít nam châm, kẹp vào cửa sổ gió điều hòa trên ô tô mọi người nhá. Con này thì rất là gọn, với cái tiện ích là khi mình kẹp vào cửa sổ gió điều hòa thì nó sẽ thổi làm mát cái điện thoại của mình, nó không dẫn đến nóng điện thoại và nó không bị hao pin nhiều. Đó. Tất nhiên là nóng lên thì nó sẽ bị hao pin, tại vì CPU nó hoạt động nhanh mà. Đấy, hàng của nó thì bao chất này anh em này. Giá cực kỳ là rẻ luôn các bác ạ. Đấy, có 80.000 một cái như này thôi. Ngoài ra ấy, thì đi kèm nó thì sẽ có những cái phụ kiện này. Cái giấy này thì không biết là nó là cái giấy để can dán ở đâu ạ. Đấy, có hai cái tấm tròn tròn như vậy. Không biết dán ở đâu. Còn cái này thì nó sẽ có để anh em mình dán vào điện thoại cũng như là ốp điện thoại để mình hít vào đây. Mình hít vào đây để nó chặt hơn nha mọi người nhá. Đấy, thông thường bây giờ điện thoại toàn điện thoại mặt kính. Đó, thì nó sẽ không hít chặt được. Trong này nó có thêm hai cái giấy lau nữa này. Đấy, giống cái kiểu đấy đấy. Băng kính, băng dính 3M thì các bác biết rồi, siêu dính rồi. Đó. Và bây giờ mình chỉ có việc ấy vào thôi, dán vào điện thoại là mình hít vào thôi. Đấy, nó hít cực kỳ là chặt nhá các bác nhá. Đi kể cả đi sóc cũng không có ảnh hưởng gì. Chất liệu này. Chất liệu hàng xịn luôn nhá. Hiện tại thì em lựa chọn đặt ở vị trí này cho nó gọn. Đấy. Ví dụ như là anh em mình có thể thay đổi cái góc chiếu, góc quay như này và đưa lên đưa xuống thì mọi người điều chỉnh và xoáy chặt vào đây nhé. Có một con iPhone nhá. Nếu các bác mà có vỏ ốp thì mình dán cái này bên ngoài vỏ ốp này. Đấy, còn như em không có thì em dán trực tiếp vào đây luôn cũng được luôn nhá. Thế là nó hít chặt hơn. Đó, đây em đã gắn tạm vào đây rồi nhá anh em nhá. Cái xanh này mọi người có thể bóc rời ra được này. Lát này em bóc lên cho anh em mình coi. Đó, hít cực kỳ là ngon luôn. Và nó gió điều hòa nó thổi ra nó cũng mát này. Cũng như là nó rất là gọn cho cái phần cabin của mình. Rồi, vậy là đã là xong nha mọi người nhá. Đấy, mình lắp đặt như vậy. Đó, anh em có thể xem bản đồ để các bác di chuyển. Cũng như là mình xem mình kết nối với loa âm thanh trên ô tô để mình bật mình thao tác ở đây rất là tiện lợi nhá. Em về được ít thì anh chị nào lấy cái hít điện thoại trên ô tô này của Acito này thì báo em nhá. Giá của nó có 80.000 một cái thôi. 80.000 một cái anh em về mình xài bao ngon. Xoay được 360 độ này.
xoay 360 độ rotation acito. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bác một cái máy, dòng máy máy này, máy hút chân không hàn miệng của Xiaomi, thương hiệu là Xiaoda. Thì con này em có bóc ra một chiếc rồi đây cho anh em mình coi đó. Sản phẩm này thì nó quá là chất lượng luôn, độ hoàn thiện cao. Và đi theo nó thì nó sẽ có cái ống này. Ống này thì em chưa biết dùng cái kiểu gì đây. Ống này thì nghe đâu đó nó là dòng hút chai, nhưng mà em chưa biết dùng cái dòng ống này. Đấy, đi kèm theo đó thì sẽ tặng kèm luôn nhá. Cái này em đặt thêm này, tặng kèm cho anh em một ít cái túi này về cho các bác thử luôn này. Đấy, tặng kèm cho các bác một ít cái dòng túi này để cho các bác về bác hít thử luôn, test thử hàng đó. Thì cách dùng như sau nhé mọi người. Mọi người cho thực phẩm vào này, thí dụ như cho táo này, cho đồ khô như cà phê, các thứ thịt thà, sống, tươi sống, anh em đưa vào đây cho em. Xong là mình sẽ đưa ghim cái phần đầu này vào nhá. Đấy, mọi người chỉ được đặt lên cái phần hở về bên như vậy thôi. Anh em nhìn thấy không? Nhìn anh em nhìn em thao tác như này này. Đó, mình đặt như vậy. Đấy, mình không nên đặt quá cái này đâu nhá. Mình đặt đến cái giữa cái khe của hai cái đen này thôi. Đó. Rồi, sau đó anh em ấn mạnh xuống, nó sẽ khớp vào hai cái lẫy ở đây. Rồi xong đâu đó anh chị em mình này ấn cái nút màu xanh, cái nút này này. Đấy. Khi mà nút màu xanh này nó đang hút trên không, anh em nhìn thấy không? Nó đang hút vào, đang co vào này. Đấy. Khi mà nó hút hết khí thì bắt đầu nó nảy lên cái đèn đỏ này. Đèn đỏ này nó có tác vụ là hàn cái miệng này luôn. Đấy, mọi người thấy không? Lên đèn đỏ rồi. Đó, em phải test thử mấy lần mà không được mọi người này. Đấy. Bây giờ lại ngon rồi anh em nhá. Dùng khi bắt đầu máy nó ngừng rồi nhá. Thì anh em ấn hai bên hông này thì nó tự động nắp nó sẽ ra. Và bây giờ thành quả này. Đấy, các bác nhìn cái miệng của nó hàn không? Đường miệng của nó hàn quá xịn sò luôn. Đấy, đường miệng của nó quá xịn sò luôn này. Đấy, mọi người thấy không? Đúng đẳng cấp của Xiaomi. Và nó hút chân không, nó rất là kín như này. Hít kín như này thì thí dụ như là thực phẩm thịt thà xương. Đấy, thì anh em thịt bò, BG anh em mua bỏ tủ nhá. Thì mình bỏ đây thì nó hút, nó sạch, nó không vi khuẩn nó vào, vẫn còn giữ được cái vitamin, cũng như là nó không vi khuẩn nó vào, nó hại, làm hại, cũng như không bị mùi hôi tủ các kiểu đấy mọi người. Đấy, rất tiện lợi luôn. À đây mọi người nhá, ở đây nó có một cái đầu ống như này này. Có đầu ống này để mình hít vào, mình hút những cái dòng chai lọ đó. Hút dòng chai lọ thì anh em nhớ cắm vào cho em ở cái ống ở đây. Đấy, cái ống nhỏ đây này. Đấy, rất là hay nhá mọi người ạ. Dòng này nó là thương hiệu của nó là hàng của Xiaomi. Thì cái thương hiệu này nó là cái thương hiệu của Xiaoda. Đấy, Xiaoda. Ở đây em có tìm trên Shopee ấy, thì người ta đang bán với cái mức giá là shop mai luôn này, shop xịn luôn này, 865.000 đồng. Đấy, việc hút trên không, lực hút của nó là 60 kPa này, chiều dài miệng 30 cm, ba cách giữ thực phẩm tươi ngon các kiểu đó. Đấy, đây là một số cái thông tin của nó. Đây, mọi người có thể hít một phát mấy thứ này, hàn củ quả các thứ, thịt thà ấy, chất dinh dưỡng, độ ẩm các thứ, các anh em dùng ngon lành luôn nhá. Rồi, con này rất là xịn luôn, độ hoàn thiện cao. Đấy, giá trên thị trường người ta đang bán là 865.000 đồng, 550.000 thôi anh em ạ. Đấy, và có tặng thêm cho các bác luôn nhá là mấy cái túi như này nữa này, một vài cái để các bác về bác test hàng, test thử luôn, test thử máy. Tiếp theo là về một lô vật mũi, hàng xịn sò cho anh chị em. Cái này nó là có mấy chiếc thôi, hàng đến từ nội địa Nhật. Đó. Và dòng này nó là dòng VKD991. Đấy, mã này, mẫu này mới nhất và chắc chắn nha mọi người nhá. Chắc chắn cực kỳ luôn. Có các chế độ như là off này, on 1 này. On 1 lên thì anh em ấn vào đây, nó sẽ vật mũi thông thường như này. Và ấn lên thì nó sẽ có báo phần điện ra này. Đó, điện ra, báo phần trăm pin, màn hình điện tử. Cái phần on 2 thì nó sẽ lên một cái đèn ngủ ở đây này, đèn lên màu xanh thu hút muỗi, nó còn thường gọi đó là cái đèn gì đó, đấy, thu hút muỗi vào đây. Thì thông thường thì muỗi đến thì nó cứ thấy ánh sáng là nó cứ nhào vô đây, đấy, và mình sẽ dựng ở đây này mọi người nhé.
Khi mà mình dựng lên như này thì bật đèn lên nó thu hút muỗi đến. À, cái đèn này nó trông như vậy nó rất sáng. Ở đây thì em đang trợ sáng để quay video nên là nó không được sáng mạnh cho như trên ấy đâu, như ngoài bên ngoài anh em nhé. Đó, con vật này cực kỳ là to luôn. Hàng made in Japan này, có cái tem các kiểu ở đây. Đế sạc này, báo phần trăm pin này. Nếu anh em mình dùng qua đêm á thì các bác phải cắm sạc vào cho nó nhá. Đó thì nó bao gồm cho anh em một cái cáp sạc như ở đây. Cáp sạc về các bác cắm nguồn 5V vào cho em nhé. Chân của nó là chân Type-C. Cắm đốc sạc ở đây này. Gần như là cái đốc sạc không dây luôn, thì các bác chỉ cần việc cắm vào đây là sạc này. Đấy, còn các bác dùng thì nhấc lên là dùng thôi. Còn cái đế sạc này mình sẽ đặt cố định vào một chỗ. Cái phần điện nó ra để thu hút muỗi ấy, thì này rất là mạnh nha mọi người nhé. Đấy, rất mạnh lên anh em. Và khi mà nó có cái lưới này bảo vệ trẻ con nó có nghịch cũng không có sợ gì. Đó, rất là tiện lợi nhá. Rồi, mã này giá là 200k, anh em lên mã vật muỗi cho em nhá. Mã vật muỗi 200. Rồi, em tin rằng là cái con này sẽ không làm mọi người thất vọng về những cái dòng sạc ắc quy thông minh. Thì con này nó là dòng sạc thông minh nhá mọi người nhá. Trước tiên thì đây là những cái dạng giấy tờ. Đấy, giấy tờ. Anh em có thể tham khảo thêm những cái phần giấy tờ. Và đây thì đầu điện nó có hướng dẫn này. Đầu điện vào và đầu điện ra. Đấy, 12 hoặc 24, hoặc anh em đấu nối tiếp vào là bình 2 bình sạc một phát 2 bình luôn. Là 2 bình 12V là thành 24V cũng được luôn nha các bác nhé. Đó, thì nó từ 12 cho 24 mà. Vỏ bên ngoài như này thì nó được làm bằng hợp kim nhá, bằng thép nhá anh em nhá. Bằng thép nó gần như là cái dạng tôn uốn ấy. Cái tôn ấy, xong phun sơn tĩnh điện như này. Có phe, có quạt tản nhiệt. Quạt tản nhiệt thì cắm điện là phát chạy luôn. Đấy, cứ tản nhiệt lên cho nó thôi. Ở đây thì có cái nút này. Thì nút có biểu tượng về xe Honda thì nó là 12V. Và biểu tượng bên này nó là ô tô. Thì anh em tùy ấn, ô tô là 24V. Còn cái này thì em nghĩ là nó cũng không có cần cho lắm, tại vì là nó cũng auto rồi, tự động nó sẽ chuyển rồi. Mặc dù là anh em đang sạc bình 24V, à 12V, mà mình đang xài con 12 như này. Nhưng khi mà anh em này chuyển sang sạc con bình 24V thì đèn 24V nó sáng, thì anh em không cần chuyển qua đây thì nó vẫn sạc bình thường. Đó. Đấy. Thì hãng cái Polymay này nó làm cái nút này thì nó cũng gần như là gần như thừa luôn. Đấy, tại vì nó cũng tính năng tự động chuyển đổi anh em nhé. 12, 24 này, từ 3A cho đến 200A này. Thì em sẽ đo phần kích thước này cho anh em nhé. Nhìn nó cực kỳ là khôn khéo luôn. Đấy, cực kỳ khôn khéo nha anh em. Đây, con này nhỏ gọn, xinh xắn, vuông vắn, đẹp đẽ. Cái này chiều dài là 17 năm. Chiều ngang của nó là được 13 phân. Và bản dày của nó đây là 7 phân anh em nhé. 7 phân. Đấy, 7 phân. Rồi, đầu kẹp to anh em nhé. Đầu kẹp to, chống ngực cực luôn. Thì nhiều anh em là nó đã chống ngực cực rồi thì nhiều anh em cứ quẹt quẹt như này xem nó có ra lửa không. Nhưng mà xin thưa với mọi người, dòng này dòng điện tử, nó đã chống ngực cực rồi thì nó sẽ không bao giờ bị tóe lửa ra đâu. Nó không như cái dạng quấn nhá mọi người nhá. Nó không như cái dạng sạc cổ ngày xưa. Và tính năng tự ngắt rồi, sạc đầy tự ngắt rồi là chống ngực cực. Dù anh em có kẹp nhầm như này thì cũng không ảnh hưởng gì nhá mọi người nhá. Đó, thì thông thường là nó cũng qua đầu âm dương rồi, anh em cứ kẹp vô vào. Bây giờ em sẽ cắm điện và test luôn cho anh chị em nhá. Em sạc một con bình 12V. Và khi mà mình cắm sạc lên đó, cắm sạc lên thì nó sẽ báo ở đây đèn xanh là 12V. Và khi nếu anh em dùng hai bình 24V thì nó sẽ tự động nó chuyển lên sang đèn 24V nhá. Và bắt đầu khi sạc ấy thì nó sẽ báo đèn đỏ. Đấy, khi sạc nó sẽ báo đèn đỏ. Và đây nó đang nháy pin. Thì cái bình của em là nó kiệt pin rồi. Nó kiệt pin rồi nên là từ từ nó mới lên dần. Nó sẽ báo vạch pin, nó sẽ đẩy theo lên như này nhá mọi người nhá. Đó. Khi cắm điện vô này, quạt gió chạy luôn. Đấy, khi mà quạt gió chạy luôn thì anh em biết rồi, nó rất là bền, tản nhiệt cho nó rất là bền. Đấy, cái rắc này nó đang bị lỏng anh em ạ. Thì anh em mình cứ cắm điện vô là nó bắt đầu nó tự sạc cho nó. Khi sạc đầy thì nó tự ngắt cho anh em. Rồi, ok, đó là một con sạc Polymay. Anh em có thể tham khảo thêm cái mẫu này.
Đấy, nó đang sạc lên được bắt đầu lên này, 25% rồi này. Đấy, vừa nãy là nó chưa được kích lên được tí nào, đang đắp nhấp nháy điện đang vào. Đấy, thì khi mà đầy là cái đèn này nó tắt nhá mọi người nhá. Cái đèn này nó tự tắt này, nó không có lên màu đỏ nữa. Và đây là mẫu sạc Aqui. Giá em báo cho anh em là 330.000, em có hỗ trợ anh em phí ship về tận nhà luôn nhá. Rồi, đầu video thì anh em bớt chút thời gian nhấn cho em xin một nút like nhá anh chị nhá. Cảm ơn mọi người. Lô dây nguồn mới về, giá cực rẻ cho anh chị em mình. Và không những rẻ mà nó còn chất lượng nhá mọi người nhá. Cực kỳ là chất lượng. Đấy, dây nguồn Mỹ. Ở đây thì dây có chiều dài 9m4. Những cái đầu dây như này mọi người này, đầu dây đều có những cái đầu như vậy. Đó, rất lâu lắm rồi mới có được những cái lô mà nó đều đẹp như vậy. Phích cắm này, mọi người thấy không, còn nguyên bọc luôn. Đấy, mới kính keng anh chị nhá, mới kính keng. Dây thì nó là dòng dây lõi, dây dù. Lõi của nó, dây đồng của nó là 1.31mm. Là những cái dòng dây lớn luôn. Đấy, dây đồng rất là to, cứng. Đó, mọi người thấy không? Cái này thì mọi người có thể đấu vào những cái máy móc, máy mài, máy khoan, máy rửa xe các thứ. Thì tùy theo cái kích cỡ của mọi người xem nó có phù hợp không nhá. Con này... ở đây nó có ghi đầy đủ các thông số trên thông tin trên dây như vậy này. Đấy, trên thông tin trên đây. Em sẽ tìm cho anh em cái kích thước nó ghi rõ ở đây. Anh em mình nhìn đây. 18 AV kép này. Đấy. 0.2 nhân 1.31mm. Đấy, ok anh chị chưa? Đây là cái dòng dây hai lõi thì em sẽ tách cái này cho các bác coi luôn nhá. Anh em nhá, dây dài 9m4 nó rất là dài. Đó, mình chỉ nói sơ qua 9m4 thì anh em cảm thấy nó ngắn nhưng mà nó rất là dài như này. Đấy, để anh em kéo ra kéo vô cực kỳ là ngon lành luôn. Trong dây ấy thì nó sẽ có một cái lớp bọc chống cháy bên ngoài như vậy. Đấy, sau cái lớp da của nó là sẽ có một cái lớp giấy gì chống cháy hay như nào đó. Đấy, cái này anh em có thể tham khảo thêm. Và đây là cái dòng dây dù của nó một bối như vậy. Đấy, một bối như này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Còn dây đồng thì nó rất là nhiều. Đấy, dòng dây đồng này thì nó không phải là dòng dây đồng tơ mà nó là dây đồng lõi to anh em nhé, lõi to. Và cái lô này về chỉ có bằng giá ve chai thôi anh em ạ, và giá đồng ve chai thôi. Dây khẳng định với anh em 100% dây đồng. Nếu anh chị nào bảo phát hiện ra không phải dây đồng thì em đền tặng cho anh em mình gấp 5 lần. Đấy, gấp 5 lần cái số lượng dây anh em đặt nhé. Đấy, và tổng chiều dài là 9m4 anh em ạ. Đấy, dây nó chống rối và nó chống đứt được cho anh chị em mình. Đấy, các bác mang đi di chuyển làm việc các thứ rất là ngon lành, gấp gọn mà được như vậy này, nó rất là mềm nhá. Và cái dòng đây là dòng dây xước vùng quanh dây đều có những cái đuôi này để anh em mình gắn vào máy hết, cái nào nó cũng có luôn anh em ạ. Cái nào nó cũng có luôn, đều tăm tắp luôn này các bác này. Đó, mấy khi được về những cái lô nó ngon lành như này. Và giá chỉ bằng đồng nát, nó xay vụn nó lấy đồng thôi. Đó. Các bác nào lấy cái dòng dây như này. Đấy, một dây giá cho em nó là 125k thôi. 125.000 thôi. Loại này là 1.31mm nhá. Đây 1.31mm này. Đó. Thì nó chỉ có chênh có 5.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là tốt cho anh chị em mình. Đấy, trên một cuộn này. Trên một bó này. Đó, ok anh chị này, các bác nào lấy thì báo em nhá.